hơn 60 ngàn, nửa ký ốc hơn. Ốc hơn, ốc Đà Na nhiêu nhiêu 25 ngàn ký, 25 ngàn ốc Đà Na, 40 ngàn ký, 40 ngàn ốc hơn, 60 ngàn, nửa ký ốc hơn. Mày ơi, quay cái nhất tôi quay rồi. Và có cái dòng kênh, con rạch nhỏ nhỏ ở phía sau mình thấy có những cái nhà tạm bợ ven sông. Em xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Hiện tại chúng ta đang đứng ngay đây là giao lộ của đường Nguyễn Hữu Thọ, quận 7, và một con đường số ở khu vực cầu Kinh Tẻ này. Và trước mặt chúng ta đó là cái đường Nguyễn Hữu Thọ đi về, nếu chúng ta quẹo trái thì sẽ đi về quận 4 và quẹo phải đi về Nhà Bè. Thì hành trình hôm nay chúng ta sẽ đi một vòng cái khu xóm lao động ở bên quận 8 này. Và nơi đây là quận 7. Phía camera đây chúng ta nó là khu dân cư Him Lam, khu mới xây dựng sau này, khu rất là đẹp. Và khu vực này quận 7, chút xíu nữa mình sẽ đi qua một cái cầu và đi qua cái khu vực quận 8 để gửi các anh chị và các bạn chúng ta cùng nhìn lại một cái hình ảnh của Sài Gòn. Phía sau những cái căn nhà chọc trời này chỉ cách một cái con kênh thôi, cách một cái con rạch nhỏ thôi, đi qua một cái cây cầu, nhưng mà nó có khoảng cách rất là xa về hạ tầng. Rồi em mời cô chú anh chị chúng ta cùng đi nha. Hôm nay sẵn có việc đi qua bên khu này, rồi sẵn đi em sẽ đi về cái đường khác thông qua cái quận 8. Rồi em gửi các anh chị và các bạn những cái hình ảnh để chúng ta cùng nhìn lại cái hình ảnh của Sài Gòn ngày nay. Đó, chúng ta đi qua cái cầu nhỏ nhỏ này nè, đi qua con rạch nhỏ xíu thôi là mình sẽ đi vô cái khu lao động. Ở đó có rất là nhiều quán nhậu, rồi nhà cửa lụp xụp, rồi đang xây sửa. Nói chung là nó khác xa với những hình ảnh lúc nãy chúng ta vừa đi đó. Bắt đầu qua đây là địa phận quận 7 nè. Đây là phường Tân Hưng. Phường Tân Hưng. Không, vẫn còn quận 7. Chút xíu nữa mình mới qua địa phận quận 8. Vài căn nữa thôi. Ở đây xin lỗi các anh chị các bạn, em có sự nhầm lẫn thông tin. Và đây vẫn là khu vực quận 7, khu này là khu quận 7 ha, em nói nhầm. Đó, phía sau những cái dãy nhà chọc trời cách một cái con rạch thì chúng ta sẽ thấy những hình ảnh nhà cao tầng nó sẽ ít đi và giảm dần. Thì chúng ta sẽ đi vô những cái con hẻm này ha. Hẻm này là hẻm 793. 793 ở bên Tân Hưng quận 7. Ở đây có phòng tập tạ của Lý Đức bên tay phải nè, màu xanh xanh. Ngày xưa Lý Đức có phòng tập tạ ở trên đường Hàm Nghi, sau đó giờ qua quận 4, rồi bây giờ ở quận 7 này. Mình nhìn thấy những cái nhà họ đang xây nè, rồi đường xá sình lầy, nhưng mà sẽ không bao lâu nữa cái khu này sẽ rất là phát triển nè. Nhìn thấy đường xá là mình biết rồi ha. Nếu mà mưa lớn là sẽ ngập. Thành ra ngày xưa khu này không có giá, nhưng mà sau này
những cái nhà chọc trời rồi những cái cầu thông thương đó, đó. Khu này trở nên có giá hơn, nhưng mà phải đợi ở đây có chùa Kiều Đàm, nhưng mà phải đợi để thế lớp sau, chủ sau, tức là những cái căn nhà cấp 4 này họ bán đi thì mấy chủ sau họ sẽ xây dựng lên, và khu này lúc đó sẽ rất là sang. Ở đây có một cái hẻm 793, mình lên kia có một cái hẻm nữa. Hẻm này sẽ đi thẳng ra con đường Trần Xuân Soạn, có rất là nhiều quán nhậu. Ngày xưa ở đây chỉ là xóm lao động thôi, không có quá nhiều nhà cao tầng. Nhưng mà ngày nay thì nếu mà những cái nhà mà mới sau này á là có thể là do chủ cũ người ta bán. Đó, trước mặt chúng ta đó là dòng kênh kênh Tàu Hủ. Đi thẳng con kênh đó thì mình sẽ đi đến cái cầu Chữ Y. Theo hướng này mình sẽ đi về cầu Chữ Y nè. Chút xíu nữa mình sẽ đi vô một cái con hẻm nữa, mà con hẻm đó cũng khá là dài và cũng giống như con hẻm lúc nãy, nhưng mà những người lao động đông hơn. Ở đây bên tay phải chúng ta bán rất là nhiều trái cây nè, cái bến trái cây, bến Trần Xuân Soạn. Hôm bữa mình đi đường Tôn Thất Thiết á, mình đi bộ Tôn Thất Thiết á, thì cái dãy nhà đó là ở bên sông kia kìa. Đó, chúng ta nhìn thấy những cái nhà sàn, rồi những cái nhà tôn rất là nhiều. Hôm bữa mình đi cái mặt trước, hôm nay mình đi cái mặt sau. Và ở đây có cái con đường mới mở nè. Con đường này mới vừa mở cách đây khoảng gần một năm, nhưng mà chưa có xong. Ngày xưa nó là một cái con hẻm cặp cái trường tiểu học Lê Quý Đôn ở bên phường Tân Hưng này. Và con hẻm đó ngày nay đã trở thành một cái con đường rất là lớn, cái trường Lê Quý Đôn ngày xưa đây. Trường tiểu học thôi, chỉ là trường tiểu học thôi. Bây giờ mình sẽ đi vô cái con đường này, con hẻm này, và mình vòng ra một cái con hẻm nữa. Sẵn đây gửi các anh chị và các bạn những cái hình ảnh rất thật về Sài Gòn ngày nay ở cái xóm lao động. Ngày xưa ở đây có một cái con rạch, và bây giờ những con rạch đó đã không còn ha, và con đường đã mọc lên, và những ngôi nhà ở đây sẽ sớm mọc lên nữa, thay cho những cái nhà cấp 4, nhà tôn. Đó, phía bên kia là cái khu dân cư Him Lam đó, bên kia sông là. Ở bên kia thì nhà rất là đẹp, nhà rất là nhiều building. Còn ở bên đây thì tạm thời chưa. Ngày xưa ở đây là một cái con rạch nên dừa nước rất là nhiều. Những lũ trẻ chơi đá banh. Sẽ vòng qua đây và đi vô con hẻm nè.
ở đâu cũng vậy, luôn có người nghèo, người giàu và những người siêu giàu. Thì cuộc sống mà cũng có rất là nhiều màu. Đó, chúng ta bắt đầu đi vô cái khu lao động tiếp. Ở cái xóm này có rất là nhiều nhà trọ và rất là nhiều người ở trọ, ở thuê. Bây giờ những con hẻm nhỏ người ta cũng ít đi rồi, nó thông ra con đường lớn nên người ta sẽ quẹo ra con đường lớn sẽ thuận tiện hơn. Hẻm 861 Trần Xuân Soạn, và con hẻm này là hẻm Cùng. Chút nữa chúng ta sẽ vô tới hẻm Cùng, ở đó có cái đền Đức Quang Thánh. Đền Đức Quang Thánh đi qua khu Him Lam luôn. Đó, nghe thấy không, đó một trong những người chở con nhỏ mà chạy xe lớn không. Con hẻm này rất là sâu, và buổi sáng là con hẻm này có cái chợ. Có những nhà lụp xụp quá trời. Cái hẻm này đa phần là người ta sống bằng nghề buôn bán những xe đẩy, bán chuối, bán hủ tiếu gõ, rồi bác sĩ đó là nói chung là bán lặt vặt. Đó, hôm nay là ngày cúng cua hồn, người ta giật cua hồn. Ở đây có một cái đền, đền Quang Thánh. Mình sẽ đi qua cái cầu quá. Rồi ta sẽ quành trở lại nha. Kênh con rạch nhỏ nhỏ phía sau mình thấy có những cái nhà tạm bợ ven sông, và bên đây là khu Him Lam.
đây có một cái đền đền thờ Đức Quang Thánh. Rồi thôi chúng ta đi ra ngoài nha, ra ngoài đường Trần Xuân Soạn lại và kết thúc cái video này. Năm Mậu Dần 1998, cây cầu này được xây dựng năm 1998. Chúng ta đi qua và nhìn thấy những cái nhà, nhà này nè, đó ở đằng sau những ngôi nhà chọc trời, những cái building thì có một cái sự trái ngược. Ta đi ra cuối hẻm sẽ là cái con đường Trần Xuân Soạn. Sở dĩ có một cái con đường lớn cặp bên hông cái hẻm này là tại vì cái con hẻm này quá dài, mà thường cái hẻm mà sâu quá thì cũng phức tạp, nên thành ra phải có cái con đường để giải phóng bớt lối đi. Tháng này là tháng cô hồn, người ta cúng cô hồn, người ta quăng trái cây rồi mía rồi tiền. Rất là nhiều. Lúc nãy chúng ta sẽ quẹo trái và đi thẳng ngay con hẻm lớn, và bây giờ mình sẽ đi thẳng con hẻm này luôn. Đó, con hẻm lớn, cái đường lớn bên kia. Nhà cho thuê. Ở đây buổi sáng là cái chợ. Và cái hẻm này người ta gọi là hẻm đền Quang Thánh á. Mà mưa rất là lầy lội nha. Hình ảnh ở cái hẻm xóm lao động bên quận 7 này gửi các anh chị và các bạn. Chúng ta có dịp cùng cập nhật lại và thấy có sự chênh lệch giữa khu giàu và khu chưa giàu. Hiện tại thì chưa giàu thôi, sau này là sẽ giàu chứ không đến nỗi phải
phải nghèo, một hình ảnh của xóm lao động ở Sài Gòn. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Em xin tạm dừng cái video tại đây. Hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong những cái video tiếp theo nha. Đây là đường Trần Xuân Soạn nè. Thẳng hướng này chúng ta sẽ đi về cầu Chữ Y. Cầu Chữ Y, quận 8. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.